vài viên nữa đi. Chết này. Rớt. Wow. Wow. Đây các bạn ơi. Đâu? Thôi thôi thôi. Cắn đây, nó cắn đây. Thôi. Thôi mà để bảo thôi mà. Thôi đừng. Hai con mà. Một con nó vẫn ở cầm, kia. Cầm quay quay quay. Hôm nay anh giao cho em nhiệm vụ quay nhá. Cắn đấy, cắn đấy, cắn đấy. Không cắn. Sau wow, các bạn ơi. 15 phút. Sau 15 phút anh em mình đuổi, cuối cùng đã được một em. Về đâu? Hai con ạ. Hai con à? 15 phút. Con kia chạy mất rồi. Con kia nó mất dấu ở đoạn dưới này. Ngay cái này. Sao con này đại đại bắn phát đầu đúng không? Ừ. Nó bị chậm rồi. Chậm rồi. Con này chưa được 2 lần chứ. Anh Bằng vừa vô được đúng không? Quả được đấy. Con này dính đạn rồi, kiểm tra vết thương nào. Đây, viên đầu tiên của em đây này. Đây là viên đầu tiên của này. Em. Còn đây chắc là viên này chắc anh bắn này. Bắn đây này, trúng đây này. Nó chậm mà, nó bị dính đạn, nó chậm rồi. Anh bảo nó ôm một phát nó đau, nó ôm luôn mà nó không chạy nữa mà. Phát thứ hai anh bắn mẹ vào cành cây phát đầu bụng kia. Mày chạy đâu? Anh em mình phối hợp mẹ hợp lý hết. Con này nặng hết đấy. Ba lạng đấy anh em ạ, con này con đực này. Chim cò này. Lấy cái gì? À đập đập cho tèo đi. Đây, một con sóc đây các bạn này. Con sóc đúng rồi, con sóc. Đang bám vào cành này. Khó quay cho chú nhá. Cầm đây. Bỏ tay ra. Để em tỉa cho. Chết, hai viên rồi. À, đâu đấy à? Hai viên rồi chứ chết à? Ba viên. Viên này để co ra đây. Đây quay chú cho đoạn viên này cho rớt luôn này. Thì anh bán cho. Ờ cho anh vừa anh dựng bắn đấy. Xịt chứ. Nó vẫn đang còn đấy. Chốt hạ viên cuối này. Xịt mẹ nó bám vào chắc thế nhỉ. Vẫn không. Trúng một viên nó nhạy ra rồi mà. Ê, mẹ mày rớt chưa? Viên này chuẩn bị rớt rồi. Chuẩn bị rớt rồi. Kìa, kìa, chú, thẳng luôn kìa. Không bắn nữa, không bắn nữa. Viên này nó dính viên thứ tư của chú rồi. Viên này cho mấy anh em bắn. Cho cò bắn tầm điện. Nó chuẩn bị chết rồi. Cầm súng cho chú này. Chưa rớt à? Chưa rớt. Lá thủ Việt Dũng đang cố gắng bắn sóc. Em phải bắn nã con này 3-4 viên rồi anh ạ. Cho lá thủ nhì bắn. Đây mình giao cho các bạn nhìn rõ nha. Bắn sóc. Yeah, đừng chéo chéo ra. Nó vẫn đây này. Bác Tuấn không làm được việc à? Đầu tối đéo nhìn thấy. Bên này không nhìn thấy đâu. Bên này đối nhìn thấy đấy. Đứng đây ai? Cái đuôi thòi ra đây ai? Lù lù đây ai? Cái đuôi nó ở cái cành đấy. À đây đây. Sắp rớt rồi, nó sắp rớt rồi. Sắp rớt rồi. Cái đuôi của nó đây các bạn này nhìn nhá. Đấy, sắp rớt rồi. Sắp rớt rồi. Bắn cho nó ngáo luôn đi. Anh Dũng đâu? Bắn trúng rồi, nó có dụng không? Chốt hạ phát cuối vào đầu là dụng ngay. Kìa, nó chuẩn bị dụng rồi kìa. Sắp dụng rồi.
Sắp rơi rồi, sắp rơi rồi. Úi giời, thôi rồi. Rớt. Ôi là vẫn bám được. Châu nhờ. Cò đâu? Cò. Cò. Cho cò liền. Rớt. Rồi, ok. Kệ 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 cho bạn. Thôi đừng bắn nữa. Bắn nó nắp. Thôi đừng bắn nữa. Sắp bụng đỏ nhá các bạn nhá. Một em bông dạ đỏ. Một em bông dạ đỏ này. Khá to. Em là chủ loa như phát. Con này riêng em phải tầm 4 viên. Anh ở 1 viên. To đấy nhờ. To mà. Con này nặng với đái luôn. Béo. Ờ. Có múc người. Bắn trúng chân luôn. Ui. Có tối gì trong mồm nó kìa. Bắn trúng chân nó. Ờ. Quay đây kìa. Này các bạn ạ. Em đi nhẹ từ con trà màu xanh. Hóa ra con sắc cô. Rớt rớt rớt. Vẫn còn bám à. Cái cô to chưa. Từ trà màu xanh. Hình như là có sản phẩm các bạn nhé. Ui sóc này. Sóc chuột các bạn này. Sóc. Một cú sóc này. Vừa bán xong. Trên này này. Mình nghe cái bụp. Sóc chuột các bạn nhé. Mình vừa hạ một em sóc trên ngọn cây các bạn này. Còn sống nhá. Đợi dình mãi gần 15 phút mới có cơ hội hạ nó. Chúng đầu mà vẫn còn khỏe lắm. Ăn trước kìa. À, con lợn, con đi đi. Ăn đi. Anh nhìn nó rơi xuống đâu ạ? Ăn cành, bộ má. Phóng câu thế. Chết cụ mày rồi. Má còn, má còn, má còn. Rồi em nâu rồi đấy. Em nắm được đấy. Mắc vào cái này không nhá. Không gì giống. À, đây rồi, đây rồi. Test nám mới, hôm nay test là mình lấy ra sát khí. Sát khí cho nám mới các bạn này. Xem nào. Em thúng cổ thì sống sao được. Một em phướn. Ờ, con này không phải con Obi hôm nãy nhỉ? Không. Hôm nãy em Obi một con phướn khác thôi. Anh chị không biết. Đây các bạn nha. Một viên, một viên. Ui mẹ.